Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Vào ngày mùng 10 tháng 11 thì tại tỉnh Thất Thanh Nguyên có long trọng tổ chức đại lễ tôn tạo tôn tượng Đức Phật Tổ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lễ rốt đồng diễn ra trong ngày mùng 10 tháng 11, tức là trước Tết. Thì sau một khoảng thời gian, tôn tượng đã thành tựu. Hiện nay đang an trú tại Đại Hùng Bửu Điện. Quý vị thấy tôn tượng có đẹp không ạ? Phật thì phải đẹp đúng không ạ? Tại vì chư Phật á, là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thầy đang tu làm sao cố gắng kiếm được 1/80 đó cũng mừng lắm rồi. Đúng không ạ? Ai cũng vậy. Chúng ta làm con người, chúng ta cố gắng ngày đêm tu học làm sao để ngày ngày chúng ta càng tiến đến cái chân thiện mỹ. Tức là chúng ta phải sửa đổi hàng ngày. Chúng ta sửa đổi từ bên ngoài rồi đến bên trong. Nhưng mà nhớ là sửa cùng một lúc, cả trong lẫn ngoài, chứ không phải là chúng ta cố gắng lo sửa bên ngoài không thôi, để rồi già rồi mới sửa bên trong thì hỏng tắt luôn. Sửa bên ngoài là sửa cái hình tướng, từ đi đứng nói năng, rồi tất cả mọi hành động của cái thân tứ đại, để chúng ta ngày một đẹp hơn, đẹp trong mắt mọi người. Và cái quan trọng là sửa cái tâm. Cái tâm tức là làm sao chúng ta phải giảm đi cái tham, cái sân, cái si. Tại vì tướng từ tâm sanh, tướng từ tâm diệt. Khi tâm quý vị an vui thì bảo đảm tướng quý vị sẽ hỷ lạc. Quý vị mà ngày nào mà quý vị đến Thanh Nguyên mà quý vị thấy cái mặt ông thầy Quán Ăn mà u sầu ủ rũ là thôi rồi, ông tu sai pháp rồi. Làm sao mỗi ngày chúng ta gặp nhau chúng ta thấy cái khuôn mặt của người đó làm sao cho người ta rạng ngời. Dù gặp chướng duyên, dù gặp bất cứ một cái gì trong cuộc sống, nhưng mà chúng ta làm sao chúng ta chiến thắng được tự thân, thì tự nhiên chúng ta sẽ có một cái nguồn năng lượng nó giải phóng, nó tỏa ra cái khuôn mặt nó rạng ngời. Đố quý vị, giả sử những người mà mới giờ đi khám bệnh mà nhận cái tin là bác sĩ nói là quý vị, một vị nào đó mà khám bệnh bác sĩ nói là xin chia buồn, quý vị đang nhận kết quả là ung thư giai đoạn cuối. Bệnh chưa chết mà bắt đầu khi cái tinh thần nó xuống một cái là trong vòng một tuần lễ là nhan sắc tàn phai. Đúng không ạ? Thì bởi vậy khi chúng ta hiểu rõ cái gốc của cái tướng không đẹp nó từ đâu, tại sao chư Phật, chư Bồ Tát các ngài đẹp? Tại vì các ngài không vướng bận, không tham, không si, không phiền não, thì tướng tự nhiên quý ngài sẽ đẹp. Chúng ta dù tại gia hay xuất gia, chúng ta học là đệ tử Phật thì chúng ta phải đẹp. Ai muốn không đẹp giơ tay lên coi nè. Chắc chắn không ai dám giơ tay đâu. Ai muốn đẹp giơ tay lên coi thử nè. Ôi giờ không dám kìa. Nói dối ghê luôn á. Đệ tử Phật mà nói dối, nên người nên thế gian người ta nói là ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối là vậy đó. Thầy hỏi lại này, bây giờ quý vị nói thật đi. Ai muốn đẹp giơ tay lên thầy coi nè. Có người giơ hai tay luôn. Xinh đẹp gấp đôi luôn. Càng tốt. Cái đó là tham, đó là tham tốt đấy. Thật đấy. Tham tốt. Đẹp. Ở đây á, là chúng ta làm sao đệ tử Phật là phải đẹp. Đẹp từ trong ra ngoài. Mà muốn đẹp thì phải sao? Muốn đẹp là phải tu. Đúng không ạ? Tu
thì tu phước và tu huệ. Nên quý vị bước về Thanh Nguyên, quý vị biết rằng á, từ năm 2008 với 300 m², đến năm bây giờ là 2019, tức là 11 năm. Bây giờ là bốn mặt là bốn con đường rồi, không còn không gian để mua mở rộng nữa. Nếu mà còn không gian nữa thì thầy ráng thầy mua nữa. Để mở rộng ra xíu quý vị làm chi không? Để mà khi quý vị về Thanh Nguyên có không gian rộng rộng tí. Nhưng mà cũng duyên là bây giờ chúng ta có được không gian là tỉnh thất Thanh Nguyên bây giờ. Dù gì đi nữa, quý vị thấy cũng đủ không gian để chúng ta có một ngôi Già Lam xanh sạch đẹp. Quý vị có thấy, quý vị bước vào Thanh Nguyên, thật ra cái tâm huyết của thầy là thế này quý vị ạ. Thầy làm sao mà thầy có đủ phước duyên để thầy kiến tạo một ngôi Già Lam nó thật thanh tịnh, nó thật trang nghiêm, để làm phương tiện cho tứ chúng đồng tu, tức là chúng xuất gia và chúng tại gia. Trong chúng xuất gia thì có tăng và ni, trong chúng tại gia là có nam thiện nam và tín nữ. Thì ngôi Già Lam dù lớn hay dù nhỏ không ngoài mục đích là xiển dương giáo điển của Như Lai, tức là phải đem ánh sáng của Như Lai đến cho tất cả mọi người thì ngôi Già Lam đó mới có ý nghĩa. Còn dù chúng ta làm cái ngôi chùa to, tạo ông Phật lớn mà không chùa mà ván như chùa Bà Đanh thì cũng bó tay, nó không ích lợi gì hết, đúng không ạ? Hạnh phúc nhất của Thanh Nguyên là có 28 chú tiểu. Đó là tài sản lớn nhất của thầy đấy. Hạnh phúc của một người trụ trì là làm sao ngôi chùa đó mà một ngày người đến học Pháp và người đến học Pháp nơi mình càng ngày càng đông. Nhưng đó chỉ được 50% thôi. Và 50% còn lại, tức là những người học Pháp nơi mình, nơi thầy, về thực hành cái Pháp đó, mà cái Pháp đó đem lại lợi lạc, đem lại sự an vui, đó mới là sự thành công đích thực. Chứ mà đi đến chùa Thanh Nguyên nghe lời ông thầy Quảng An về mà cuối cùng là lúc nào cũng phiền não thì thất bại hoàn toàn. Tại vì nó uổng phí thời gian. Nên tất cả chúng ta phải làm sao thế này? Chúng ta đi chùa, chúng ta học Pháp thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải an lạc. Nếu không an lạc, không hạnh phúc, chúng ta đừng đi chùa. Uổng. Tại vì Đức Phật của mình, quý vị nghĩ đôi khi thương Phật ghê gớm lắm. Từ một vị mà thấy tử sống trong cung vàng địa ngọc, bỏ tất cả để thực tập, để tu học, để hành pháp, để minh chứng, để tìm ra con đường để chúng ta thực hành theo. Chúng ta đến chùa, ví dụ như hôm qua mà hôm nay quý vị đến, chứ ngày hôm qua mà quý vị đến với quý vị ở lại một đêm mà ông thầy không bố trí chỗ cho ở, mà nằm ngoài đây mà mũi cán, nghĩa là sáng ngày cái mặt buồn rồi đấy. Đến chùa ông thầy không lo chu đáo, mũi cán chết đi được, ngủ không được, giờ mệt quá. Nhưng mà quý vị 6 năm khổ hạnh rừng già, rồi biết bao nhiêu quá trình gian lao mà để mà từ một vị thái tử mà buông bỏ tất cả để mà sống trải nghiệm, để chúng ta, để tìm ra cho chúng ta con đường để chúng ta thực tập và làm theo để tìm an lạc. Mà chúng ta bây giờ có khó khăn một chút, chúng ta lại lo lắng, chúng ta lại than khổ, than sầu. Mà chư Phật các ngài thị hiện để minh chứng cho chúng ta, tại vì các ngài làm để cho chúng ta thực hành theo. Nên chúng ta phải trân trọng cái ơn trong tứ trọng ân đó, là cái ơn chư Phật, là cái ơn đầu tiên. Nên chúng ta phải biết quý trọng và gìn giữ. Còn những gì mà nó thuộc về nhân quả thì không bao giờ sai. Quý vị phải luôn luôn nhớ một điều, cái gì mà nó thuộc về nhân quả thì không bao giờ sai. Quý vị gieo nhân như thế nào thì quý vị hưởng quả như thế đó. Dù quý vị tu theo pháp môn nào cũng vậy thôi.
Nếu quý vị cứ thực hành sống trong chánh niệm, quý vị thực hành pháp môn buông bỏ, quý vị hỷ xả, không giận, không hờn, không oán trách, thì tự nhiên cái mặt quý vị nó sẽ tươi sáng, nó rạng ngời và nó chói lóa luôn. Quý vị về thực tập đi, là tự nhiên quý vị sẽ thấy sướng vô cùng và hạnh phúc vô tận. Được sống trong ánh sáng Như Lai, được tắm mình trong như mưa pháp của Như Lai và được thực hành theo pháp của Như Lai, đó là điều hạnh phúc vô cùng. Mà chúng ta có rồi đấy, chúng ta trong ba cái khó, tức là thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, chúng ta được hết rồi đấy. Riêng ngày hôm nay là quý vị được hết. Quý vị được gặp, được quý vị được thân người, quý vị được cái duyên lành với Tam Bảo. Quý vị ngày trưa nay là sẽ cúng dường trai tăng, quý vị được gặp chúng tăng. Thì đó là cái ba cái khó nhất của một kiếp người. Chúng ta có được hết rồi. Có được rồi phải gìn giữ. Chúng ta quên hẳn có những cái chúng ta cần giữ thì chúng ta không giữ, mà chúng ta lo giữ cái gì? Gì đâu á, cái bên ngoài chúng ta giữ không à. Hôm nay quý vị đi ra đường, quý vị dở rỡ vô tình đánh rơi cái ví, trong cái ví đó có 1 triệu, 2 triệu, 2, 5 triệu, quý vị về suy nghĩ 5 ngày, 10 ngày tiếc đứt ruột. Nhưng mà hôm nay quý vị sân si gây lộn với người này, gây lộn với người kia, nhưng mà chúng ta không tiếc, vì tại vì chúng ta ngày nay mới cãi lộn với bà đó xong, quay vô trong nhà tức ghê hồi nãy, ước gì tán cho bà tài. Mặc dù bà đi đâu rồi, mà chúng ta không bỏ được, chúng ta còn tiếc. Tại vì cái tâm sân của chúng ta nó chiến thắng là chúng ta còn tiếc. Cái đó nó làm cho cái nhan sắc chúng ta tàn phai và cái cuộc sống chúng ta nó dại sống. Còn cái mà cho chúng ta an lạc thì chúng ta không giữ, mà chúng ta lo giữ những cái phiền não, cái vật chất là giả tạm. Quý vị cứ tu thử đi thì quý vị sẽ có hết tất cả. Bây giờ nhân cái dịp này, quý vị ngồi nơi chánh điện, quý vị nhìn tôn tượng Phật Bổn Sư đấy. Tôn tượng này Thầy cũng công bố luôn, quý vị biết là kinh phí đúc tôn tượng này là 600 triệu. Trước khi đúc tượng, tổng số tiền Thầy chuẩn bị cho đúc tượng Phật Bổn Sư trước đó 15 ngày thì là con số không tròn chỉnh. Nhưng đệ tử Phật thì Thầy chỉ tin Phật mà thôi. Con chỉ phát nguyện tạc tôn tượng kim thân của Ngài, Thầy trò con đêm ngày lễ lại để mà nương quán hình tướng của Ngài, để chúng con thực tập và học theo cái lời dạy của Ngài để tìm sự an lạc, từ đó có cái nguồn năng lượng lan tỏa đến những người có duyên với chúng con để họ cùng thực hành theo và họ an lạc theo. Rồi hôm lễ đúc tượng Phật đó, quý vị thấy đó, những ai mà dự lễ thì quý vị biết luôn, Thầy cũng công bố công khai luôn, đó là ngày hôm đó là lễ cúng dường, bàn tiếp lễ nhận được là tất cả 520 triệu và 5 cây vàng. Cây vàng thì bộ cúng bỏ vô trong tượng. Thì còn thiếu 80 triệu trong 3 ngày sau, có những Phật tử ở xa xa hỏi Thầy ơi còn thiếu không, thì cũng thưa thật thiếu, người ta cúng luôn đủ trọn luôn. Thì quý vị thấy Phật Pháp chúng ta có lo không ạ? Lo không ạ? Chúng chị ta chỉ cố gắng làm sao chúng ta lo tu. Còn cái việc làm chùa, làm tượng thì Chư Long Thần Hộ Pháp. Khi mà quý vị biết duyên lành đến tỉnh Thất Thanh Nguyên, Thầy thì không có đi ra nhiều. Quý vị biết đến Thầy Quảng An, thật ra Thầy ít đi ra lắm. Hàng ngày Thầy làm một anh lấy, hồi xưa là người ta nói là ông lấy đò, mà bây giờ Thầy là ông Thầy lấy xe đa xu. Sáng đưa, trưa đón, trưa đưa, chiều đón, một ngày 4 cuốc xe để đưa đón mấy chú đi học. Thời gian còn lại thì về có thời khóa tụng kinh, rồi có đọc sách, có rồi làm những cái việc lặt vặt trong chùa. Rồi cứ ngồi chánh điện đi, quý vị biết làm trong vòng bao nhiêu ngày không? 21 ngày. Khi kêu thợ lên làm thì Thầy trực 24/24 làm ngoài này.
trước Tết quý vị mà gặp thầy Quảng An thì quý vị nhìn không ra đâu ạ. Tháng 11 quý có một số Phật tử về tham dự lễ đúc tượng Phật. Thì đến tháng 12 quý vị đến đi dự lễ thành đạo, rồi quý vị ghé thăm tỉnh thất Thanh Nguyên. Phật tử nhìn thầy cái sao thầy đang như than vậy? Gian nắng mà. Nên thầy hay viết trên trong cái bài của thầy là chính thức ra giang hồ. Giang hồ là ra giang hồ là gian nắng phù hồ đấy, chứ không phải là đi ra giang hồ như người ta đâu. Thì tu mà ra giang hồ kiểu vậy là người ta phạt chết đi được. Cái thời đại bây giờ mạng xã hội nó nguy hiểm lắm. Vậy coi chừng người ta quay Phật tử rồi nắm cái điện thoại quay rồi nói về cái cắt lên cái là ông thầy ông tuyên bố ông ra giang hồ. Nghe sợ không? Cắt khúc trước cắt khúc sau nghe khúc giữa là ông thầy tuyên bố ra giang hồ. Rồi người ta sẽ đổ, người ta sẽ ném đá tùm lum. Nhưng mà nếu như được ném đá như vậy, quý vị tỉnh thất Thanh Nguyên xây dựng nhanh lắm. Có đá để xây dựng là ngon lắm. Viên đá trẻ bên đây là 4.200 đồng. Nói đùa tí cho vui quý vị biết Phật sự đó. Thì tiếp theo công trình ngày hôm qua. Ngày hôm qua là ngày lễ chú nguyện. Hôm qua thầy thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư tôn thiền đức làm lễ chú nguyện tạc kim thân tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quan Thế Âm. Lễ chú nguyện tại dưới mỏ đá Phước Hòa. Và ngày hôm qua là đại lễ trai đàn chẳng tế. Thì rất là trang nghiêm thanh tịnh. Thì đó là cái niềm hạnh phúc thầy cũng công bố chia sẻ luôn quý vị. Tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng cao 3,5 m là bằng đá nguyên khối. Thì tôn tượng này đã có một vị Phật tử ở bên nước Đức phát tâm cúng dường tôn tượng này. Kinh phí là 200 triệu. Thì thầy cũng công bố để cho Phật tử biết. Còn tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm theo mẫu hình đây quý vị đó, là cao 9 m bằng đá nguyên khối. Số tiền mà mua đá là 357 triệu. Tiền làm hợp đồng để mà tạc tôn tượng này với công ty nghệ nhân Gen Art đó là 1,4 tỷ. Tiền mà phá cục đá xong cảo về đây, xe cảo với cục đá về đây bỏ đó là đã 100 triệu tiền xe cảo. Còn tiền xe cảo mà để cảo cục đá là khi xây bệ xong, là cảo cục đá đặt lên trên cái bệ đó, thì số tiền nó cũng tương đương như vậy. Nên dự tính kinh phí để hoàn thành tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm dự tính khoảng 2,2 tỷ. Hiện nay thầy đã gần đủ rồi. Thầy có chia sẻ rồi quý Phật tử đã phát tâm, hiện nay đã cúng được 58 triệu. 2,2 tỷ trừ 58 thì quý vị biết cũng gần đủ rồi đúng không ạ? Đủ chưa ạ? Gần đủ chứ. Tại vì thầy kể cho quý vị tại sao thầy tạc tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Quý vị nghe danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm là đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngày xưa có một Phật tử vô đây cổ bị bệnh, thầy kêu thôi cô lo cô niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đi cho cô hết bệnh. Cô kêu thầy ơi niệm sao thầy? Thầy kêu Nam Mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát cầu cho con tay qua nạn khỏi. Cứ cổ kinh Nam Mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát chờ con cầu cho con tay qua nạn khỏi, ai hỏi đừng khai. Thầy không được. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cầu con tay qua nạn khỏi là được rồi. Cổ kêu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cầu cho con tay qua nạn khỏi, ai hỏi đừng có khai. Biểu hòa vậy đó mà cổ cũng kêu thêm ba cái câu đó. Mà đúng thật, hỏa không khai thật. Phật pháp nhiệm màu. Thầy đây nè, là người tu.
quý vị là Phật tử, là hình tướng khác nhau, nhưng mà chúng ta đều là đệ tử của Phật hết. Thầy hỏi quý vị nè, trong cuộc đời có vị nào chúng ta chưa một lần cầu xin chưa ạ? Ví dụ như quý vị mà gặp những, tại vì thế gian mà cuộc đời là bể khổ đúng không ạ? À, thì không ai mà không khổ hết, kể cả thầy đây cũng khổ. Làm công trình mà ví dụ như giả sử làm cái chánh điện này 200 triệu mà người ta cúng được 150 triệu, còn thiếu 50 triệu đi, thì phải cố làm, cố làm thì mang nợ đúng không ạ? Mang nợ thì phải trả nợ, chưa có tiền trả nợ người ta điện thoại là khổ rồi đấy, phiền não cũng lo khổ rồi đấy, ai cũng vậy. Quý vị biết thầy kể cho quý vị nghe câu chuyện này hoàn toàn có thật tại tỉnh Thất Thanh Nguyên. Thầy kể cho quý vị nghe, trong cái lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập tỉnh Thất đấy, trong cái pháp đàn mà thầy có trao đổi trên YouTube quý vị thấy đó, hôm cách cái ngày lễ đó là đúng 10 ngày thì kinh phí để mà tổ chức ngày lễ và cúng dường thầy không có tiền, nhưng mà thầy phát nguyện cứ tổ chức. Sáng dậy công phu xong là 5:15, thầy đi ra đứng trước tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm bên phía trước chánh điện cũ của thầy đó. Thầy đứng trước tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, thầy nói, thầy khấn, thầy đốt nhang, thầy kêu Phật ơi, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu cho con có đầy đủ thiện duyên để thực hành Phật sự đợt này. Xin Bồ Tát gia hộ cho con có được cái mạnh thường quân nào hỗ trợ để cho con làm Phật sự đợt này được thành tựu, để cho con bớt lo lắng. Nhưng mà xin Ngài đừng có khai cho ai biết hết. Cũng học theo cái cô kia đó, cầu cho con tay qua nạn khỏi mà hỏi đừng khai. Chứ bây giờ người tu mà than thiếu tiền ngại chết đi được, chứ than với Phật thôi đúng không? Đúng không ạ? Thế nên, mà quý vị biết lúc đó là 5:15 ở Việt Nam, thì ở bên Pháp là 1:15. Có một Phật tử ở bên Pháp, tức là anh Hiệp ở bên Pháp, lúc 1:15 bên Pháp thì 7:00 sáng ảnh mới điện cho thầy, tức là bên thầy là 11:00 trưa. Thầy ơi, thầy gặp khó khăn gì hả? Tức là ảnh qua trên YouTube, ảnh có cái số điện thoại thầy của trên YouTube tới tỉnh Thất Thanh Nguyên á. Thầy gặp khó khăn hả gì à? Thầy đâu có khó khăn gì đâu anh. Thầy tu mà cũng nói dối đúng không? Nó không thật lòng. Mới sáng 5:15 thì cũng khấn nguyện vậy đó. Nhưng mà sáng 11:00 trưa anh hỏi thầy, thầy có gặp gì khó khăn à? Thì mình là mạnh miệng kêu, có gì đâu anh, có gì người tu mà khó khăn gì đâu. Chứ không lẽ bây giờ tự nhiên mình than, cái mình tự nhiên quê mình ở Quảng Ninh nè. Quê thầy ở Quảng Nam chứ ở Quảng Ninh nên không dám than. Thôi quý vị biết sao? Anh kêu thầy ạ, con nói cho thầy nghe một điều này nè. Lúc 1:15, con có thấy một người phụ nữ, họ kêu con rằng, anh Hiệp ơi, anh giúp thầy Quảng An đi. Trên có Phật chứng minh những lời nói của thầy đây là hoàn toàn sự thật. Của có cô, cái anh Hiệp bên Pháp, ảnh chỉ theo dõi cái YouTube của tỉnh Thất Thanh Nguyên và ảnh thấy cái nếp sống sinh hoạt của thầy trò tỉnh Thất. Thì ảnh mới nói là thầy ạ, con có thấy một người phụ nữ biểu con rằng trợ duyên cho thầy Phật sự. Thầy yên tâm đi, 2 ngày nữa con lãnh tiền hưu là bên Pháp, tức là ảnh 62 tuổi là ảnh không có đi làm việc. Anh lãnh tiền hưu. Thì ảnh 2 ngày nữa con sẽ gửi cúng thầy 7.000 euro. Nhưng mà con gửi thầy trước 5.000.
để Thầy lo chương trình Phật sự trong lễ kỷ niệm 10 năm. Nói quý vị biết, còn có 10 ngày đến lễ mà chưa có đồng tiền nào, nhưng mà tự nhiên nhận cái câu nói đó. Quý vị thấy có vui không ạ? À? Vui chứ. Tự nhiên cái tâm mình nó giống như mà nhận được cái phao cứu đó. Không phải là mình lo cái chuyện đó đâu. Nhưng mà tự nhiên để thấy rằng có cảm tất có ứng. Hành nguyện của Ngài Quan Âm tức là lắng nghe và cứu khổ. Quan Thế Âm tức là quan sát tiếng kêu cứu, âm thanh kêu cứu của chúng sanh, để tùy theo phương tiện mà dẫn dắt chúng sanh băng vư cứu khổ. Không biết Thầy kêu thật lòng mà sao Ngài thương Thầy, sao kêu tới ông Hiệp Bên Pháp. Và thì lúc đó ông gửi về 5.000 euro, tức là đổi ra. Ông có một bà chị ở dưới Cà Mau á, gửi về bà chị có chuyển giờ tài khoản Thầy 139 triệu để cúng dường trai tăng và cúng lễ. Thì từ đó Thầy có phát nguyện trước Ngài Quan Âm, tôn tượng của Phật Quan Âm thờ trước chùa Thầy, tức là có bằng xi măng từ năm 2008 đến giờ, và mỗi năm thì nó bị xuống cấp, tức là tôn tượng bị sức mẻ, mỗi lần đáp thì rất là mất đi cái hình tướng. Nên từ đó Thầy cái phát nguyện trong khuôn viên Dạ Lam, Thầy muốn tạc một tôn tượng Bồ Tát để đem Ngài chiêm ngưỡng, và nương nơi cái hành nguyện của Ngài hành Bồ Tát Đạo, và mong rằng Ngài chứng tri để cho những ai có cái khổ đau gì đó đứng trước Ngài, hứa với Ngài rằng Phật ơi, cho con nương Ngài để con thực hành theo những lời dạy của Ngài, để con tu tập tìm sự an lạc giải thoát, để cho con bớt đau khổ đi. Thì cái tôn tượng Bồ Tát Quan Âm sẽ tạc trong vòng 1 năm trời, tại vì tượng rất là cao to, kinh phí rất là lớn. Nhưng mà Thầy tin chắc Thầy sẽ thành tựu, tại vì chúng ta làm việc từ cái tâm và cái lợi ích cho chúng sanh, chứ không phải là làm để cho cái chùa Thanh Nguyên có ông Phật to đâu ạ. À, câu chuyện Thầy kể để quý vị thấy rằng khi chúng ta đến với bất cứ một nơi nào hoặc với chư Phật, chư Bồ Tát, chúng ta không phải chỉ cầu xin mà chúng ta phải thực hành theo. Cái hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm là ngàn tay, ngàn mắt. Nó có ý nghĩa là quý vị làm sao để chúng ta là mỗi chúng ta phải phát nguyện. Muốn được thành Phật, thành Bồ Tát thì phải chúng ta phải phát nguyện chúng ta một phần của chư Phật, một phần của Bồ Tát. Thì nơi đạo tràng hiện nay là cũng mấy trăm Phật tử, thì chúng ta làm sao xin đăng ký với Phật rằng Bồ Tát Quan Thế Âm rằng Phật ơi, cho con làm một cánh tay, một đôi mắt của Ngài. Có ai phát nguyện được như vậy không? Phải phát nguyện. Đối với hành giả tu tịnh độ là tính hạnh nguyện, tức là phải có niềm tin và có cái sự phát nguyện để rồi chúng ta thực hành đêm ngày. Từ đó chúng ta có công phu thì mới có công quả mà có thành tựu. Hôm nay tịnh thất Thanh Nguyên chưng rất nhiều hoa, tức là cái nhân, rồi chưng rất nhiều quả, tức là kết quả. Để gieo nhân lành, nhân thơm, nhân đẹp, nhân tốt. Hoa đẹp là hoa thơm, hoa tốt. Những gì việc làm của quý vị mà tạo những điều lành, điều tốt thì sau này quý vị hưởng quả ngọt. Thầy mong nguyện ngày hôm nay, ngày 12 tháng 2, để rồi 12 tháng 2, 19 tháng 2 năm sau chúng ta làm lễ ăn vị tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Thầy chỉ mong rằng đủ nguyện để đón nhận 1.000 sự phát tâm của quý Phật tử, để thể hiện 1.000 đôi mắt, 1.000 cánh tay của Ngài Quan Âm, để chúng ta đem niềm vui giải thoát
đến cho tất cả những ai có hữu duyên được chiêm bái tôn tượng của Ngài. Danh sách sau này có 1.000 vị phát tâm thì sao sẽ khác bản công đức 1.000 người sau tôn tượng Bồ Tát Quan Âm. Để chúng ta thể hiện hạnh nguyện thiên thủ thiên nhãn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nên hồi học cấp 3 thì thầy nghe cái câu bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu: mau vô chứ, vội vàng lên vô chứ, em ơi tình nông sắp già rồi. Mình ngồi công Phật thì mau với chứ, vội vàng tu với chứ, mau 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 lên, kẻo vô thường đến rồi. Đừng hạn, đừng đợi chờ, phải thực tập ngay trong ngày hôm nay và mãi mãi về sau. Chúng ta phải tu tập và thực hành để rồi chúng ta có được cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc. Nên thầy cũng lưu ý để tất cả quý vị Phật tử về ngày hôm nay chúng ta giữ được chánh niệm, để chúng ta kết duyên lành với Tam Bảo, để chúng ta thực hành Bồ Tát hạnh, đem lại lợi ích cho bản thân và lợi ích cho tất cả những ai có duyên với chúng ta trên cuộc đời này. Hôm nay nơi chánh điện đại của tỉnh Thất Thanh Nguyên cũng bắt đầu trang nghiêm rồi. Cứ mỗi đêm quý vị biết á, mấy chú tiểu tụng kinh xong đi kinh hành quanh khuôn viên chùa đẹp vô cùng. Một ngày dù cực mà nhọc đến bao nhiêu nhưng mà nhìn thấy hình ảnh đệ tử như vậy á, người làm sư phụ hạnh phúc lắm. Đi chùa làm sao chúng ta phải về, chúng ta phải độ được gia đình. Trong nhà Phật có phương pháp, có cái nghi thức truyền đăng đó quý vị, cái dự lễ quý vị thấy không? Lễ truyền đăng thường thường là đón ánh sáng từ chư Phật xuống chư Tổ, rồi xuống chư vị chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, rồi cái mồi cái ánh sáng đó đến cho quý Phật tử. Chứ không phải là quý Phật tử nhận ánh sáng đó rồi chúng ta bê trong tay, lát nữa tát thui rồi chúng ta đi về xong buổi lễ. Số hôm nay lễ truyền đăng ý nghĩa vô cùng, đẹp lung linh huyền ảo, chụp đăng lên Facebook đẹp vô cùng, hàng trăm like, hàng ngàn like, tuyệt vời quá. Chùa đó tổ chức hoành tráng quá và thành công quá, vô ích. Khi quý vị tham dự cái lễ truyền đăng cũng như quý vị về Thanh Nguyên ngày hôm nay ngồi ông thầy nói chuyện đó xong rồi, chúng ta phải đem cái ánh sáng đó, đem những lời nói chuyện tâm tình của ông thầy đó về nhân lên với bà hàng xóm, nhân lên với đứa con của mình, nhân lên với chồng mình, nhân lên với mẹ mình, nhân lên với mọi người. Tức là nhận cái thông truyền, cái hình ảnh ngọn nến, ngọn lửa, tức là chỉ là cái ánh sáng trí tuệ. Nên quý vị bước chân vào tỉnh Thất Thanh Nguyên, đầu tiên quý vị tiếp nhận hai câu đầu tiên là thầy hỏa thật, quý vị nào nói đúng thầy thưởng nóng liền, thưởng nóng sau chủ hột thầy đoan treo trong tay. Quý vị bước chân vào Thanh Nguyên, câu đầu tiên quý vị thấy là gì? Vô cổng xong quý vị thấy câu gì? Đố ai biết được, lo nhìn cái gì đâu mà. Một bên là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, một bên là lấy tình thương làm lẽ sống. Lấy trí tuệ tức là chúng ta làm sao chúng ta mồi ánh sáng Như Lai, mồi ánh sáng đó để thắp cái ánh sáng Như Lai đến khắp mọi nơi và trong gia đình mình, rồi ra ngoài xã hội. Vô đêm cái tình thương ban trải đến cho những người thân cận xung quanh. Hạt trong ngày hôm nay giả sử ban tổ chức có nấu cơm dọn hơi trễ tí thì chúng ta thâu thông cảm cho ban tổ chức cực quá. Số lượng người đông quá chứ thì cũng chúng ta, đó là tình thương trang trải đó hả? Đúng không ạ? Vỗ tay cái cho nó xôm tụ tí nè. Đó, tình thương trí tuệ là nó nằm ở chỗ đó đó. Chúng ta đệ tử Phật là phải trí tuệ, đệ tử Phật là phải từ bi, đúng không ạ? Có một câu chuyện mà thầy thấy rất là hay. Có một cô Phật tử đến thưa với một vị thầy rằng: thầy ơi, từ nay con không đi chùa nữa, đi chùa nữa chán lắm,
đi chùa chi lên chùa thấy toàn cái chuyện chi chi rồi mấy thầy thì thế này thế kia, còn quý Phật tử thì bà này nói xấu bà kia, bà này bàn chuyện bà kia, bà này thế kia, nhìn chán quá con không đi chùa nữa, thôi đi chùa phiền não quá, thôi con ở nhà con tự tu. À, ông vị thầy đó cái thôi bây giờ cô nghĩ như vậy cũng đúng, thôi bây giờ cô trước khi cô nghĩ đi chùa thì cô giúp thầy một việc. À, thầy nhờ con việc gì, nếu con làm được thì con sẽ làm. Không, không có việc gì đâu bà, vị thiền sư đó nói. Bây giờ bà bê giúp chùm cho thầy một cái, bê cái ly nước. Vị thầy đó là rót một ly nước đầy cho người Phật tử đó và nói bà giúp thầy bê cái ly nước này đi quanh chùa 3 vòng cho thầy. Bà giữ làm sao để cho ly nước này nó đừng có đổ ra ngoài. Bà làm được, bà giúp thầy việc đó rồi thầy chúc bà không đi chùa nữa, cho về nhà tu cho nó an lạc. Bà Phật tử đó mới nói là cái việc gì khó chứ, con tưởng thầy mượn tiền mượn bạc rồi con không khó chứ. Chứ thầy biểu con bê ly nước đi 3 vòng mà đi 5 vòng con cố gắng con sẽ bê thôi, bà đi 3 vòng thôi. Vị thầy nói ok bà đi 3 vòng thôi. À, thưa quý vị biết đó, bà Phật tử đó bê đi 3 vòng sau đi quay trở lại, cố gắng tập trung giữ hai cái tay đê ngó vô bê nước lên, thà làm sao cái ly nước nó đừng để cho nó lát, nó phải đừng để dấp té hoặc đừng để giờ dập cục da vóc gì đó, để lấy ly nước cho nó được trọn đài để giữ đúng lời hứa với ông thầy. Đi 3 vòng xong bà nở nụ cười, thầy ơi con làm được rồi, con giữ nguyên không tràn một giọt nào hết. Vậy tốt quá rồi. Bây giờ thầy hỏi bà đi quanh chùa 3 vòng vậy, đông bữa nay chùa mình đông người vậy, 3 vòng bà có thấy ai nói xấu ai không? Rồi bà thấy trong chùa thế nào, có sạch cái dơ gì không? Mô Phật thầy ạ, con lo con giữ ly nước chứ con lo con đâu có biết ai chứ, con sợ đổ bắt chết đi được mà làm sao mà con ngó ai được. Ừ, vậy là tốt quá rồi. Nếu bà đi chùa mà ngày nào bà giữ cái tâm bà cũng như bà giữ cái ly nước đó thì bà thành Phật chắc chắn luôn đấy. Bà lo bà đi chùa bà không lo giữ cái ly nước cũng không như giữ cái tâm mình, bà lo bà đi giữ cái bà hàng xóm, bà cái bà bên cạnh, cái bà gì đó không thì làm sao mà thấm nhà là đệ tử Như Lai được, đúng không ạ? Đệ tử của Phật là phải giữ ly nước cũng như giữ cái tâm của mình là như vậy, mà quay lo cái chi tu dùm cho người ta không ạ? Đúng không ạ? Thôi nói ít hiểu nhiều. Thầy trò, thầy nhân dịp ngày này thì thầy cũng chia sẻ với quý vị vài câu chuyện cho vui thôi, để rồi chúng ta thầy trò mình, để lần sau chúng ta gặp nhau ai cũng rạng ngời chó ló hết. Nhớ không nha? Nó phải làm sao sửa từ bên ngoài đến bên trong, để rồi chúng ta được thành tựu. Bây giờ là chư tôn thiền đức đã quang lâm nơi Thanh Nguyên rất là nhiều rồi, thì hạnh phúc lắm quý vị ạ. À, trưa này là lễ cúng dường trai tăng. Ngoài thầy trò tỉnh thất Thanh Nguyên phát tâm cúng dường trai tăng thì quý Phật tử nào trong 3 cái khó của người con Phật là được làm người, được gặp Phật pháp, được gặp khó tăng chúng tăng, thì hôm nay tỉnh thất Thanh Nguyên ban tổ chức cung thỉnh chư tôn thiền đức quý ngài thương tưởng thầy trò tỉnh thất có ngày quang lâm về chứng minh. Thì nhớ rằng thế này nè, thầy đi dự lễ một số nơi thầy thấy hơi buồn, tức là thế này, chúng ta đi chùa đúng không ạ, chúng ta phải là tận dụng cái thời gian đó để chúng ta cái gì có duyên lành, chứ đừng chúng ta đừng đi chùa vì thầy thấy có nhiều chùa tổ chức thế này, Phật tử đến cái việc đầu tiên vô chùa xong cái là thứ nhất đi vệ sinh, thứ hai đi ăn cái đó, thất bại. Riêng thầy không đồng ý cái quan điểm như vậy. Đến chùa việc đầu tiên quý vị phải vô lại Phật trên chánh điện, sau đó quý vị trải nghiệm từng bước chân an lạc trong khuôn viên chùa, mặc dù nơi đó đông cả ngàn người đi nữa, chúng ta kệ ai làm gì làm, chúng ta cứ đi trong chánh niệm, chứ không phải bước chân vô chùa việc đầu tiên là chụp hình cái đã, cảnh chỗ nào đẹp chụp hình trước cái đã, thất bại. Không vội đâu. Việc đầu tiên chúng ta phải thực tập chánh niệm, một ngày chúng ta đến chùa một ngày phải an lạc, một ngày phải chánh niệm, rồi sau đó chúng ta đừng vội. Những cái nhu cầu cần thiết, vấn đề vệ sinh thì bắt buộc chúng ta phải giải quyết, nhưng mà chúng ta phải đừng quan trọng cái đó lắm. Nhưng mà vô nhà vệ sinh thì phải, chúng ta là vô nhà vệ sinh là chốn già lam là cũng phải thanh tịnh, là phải chúng ta phải sạch sẽ. Cái thứ hai nữa, rồi chúng ta hành trình đó rồi chúng ta
khoan, nếu chùa nào trong chương trình lễ, khi tổ chức lễ là ban tổ chức sẽ có một cái chương trình thông báo rõ ràng là 10 giờ là cúng dường trai tăng hoặc như thế nào thì cái giờ đó. Nhưng Phật tử chúng ta phải nương Tam Bảo, tức nương Phật, nương Pháp và nương Tăng, nên chúng ta không được ăn trước chư Tăng. Chùa Thầy là tuyệt đối không có chuyện đó. Đức Phật 49 ngày, quý vị biết Ngài nhịn một ngày ăn hột gạo, hột mè, hột vừng, mà Ngài thực hành còn được. Chúng ta đâu không thể đừng lo cái chuyện đó. Đừng, mình phải chiến thắng cái dạ dày, chiến thắng để chúng ta dành hết tất cả một ngày đó, chúng ta thu gom được một chút công đức, mình đem về mình nói: ông à, tôi bữa nay tôi đến chùa đó bụng ghê, nhưng mà tôi nghe ông thầy nói hay quá, là tôi phải là tôi được quỳ trước quý thầy, dự lễ cúng dường trai trang trang nghiêm thanh tịnh, dưới sắc bầu hình y rực rỡ của chư tăng, thấy quý ngài là đệ tử của Như Lai, ngày nào ngài nói mặt mày rực rỡ sáng ngời và đẹp vô cùng, tôi ước kiếp sau tôi cũng làm một vị thầy. Tôi hứa với ông là kiếp này tôi với ông vợ chồng rồi, nhưng mà kiếp sau bye bye nha, không hẹn nhau kiếp sau nữa đâu. Tôi với ông 60 năm cuộc đời gần nhau, được bao nhiêu năm hạnh phúc. Khi tôi yêu ông yêu tôi thì vui vẻ vô cùng. Đến khi về rồi thời gian đẻ đứa con ra là lo lắng, rồi tiền bạc rồi khổ đau, rồi cứ hoàng hoàng thôi. Năm này là năm kiếp này lỡ dại rồi, kiếp sau tôi với ông bái bay và hẹn nhau gặp nhau trong một ngôi chùa nào đó, chúng ta cùng tu. Đúng không ạ? Rồi thì nói thật ra như vậy. Thì nên nhớ là quý vị thế này nè, lễ ăn vị lắc lễ là cầu an, thì thỉnh chư tăng lên xong rồi thì tất cả Phật tử của chúng ta không được ngồi, chúng ta phải đứng hết dậy, dù trong chánh điện hay ngoài đạo tràng chúng ta phải đứng hết dậy, chắp tay, không làm việc riêng nữa, chắp tay thành kính hướng về chư Phật chư tăng để mà chúng ta đồng cầu nguyện. Thì chốn Già Lam cái năng lượng từ mỗi vị phát ra một chút ít đó góp lại một thành một cái nguồn năng lượng vô tận để chúng ta bùng lên cái ánh sáng đó. Xong rồi khi chư tăng thỉnh chư tăng ra cúng dường trai tăng, thì quý vị nào có phát tâm chú ý tịnh tài nhiều ý gì nhiều chứ, quý vị gieo duyên quý vị cúng dường trai tăng, quý vị không đủ cúng dường cho 100 vị thì quý vị có thể cúng một vị hai vị, là tùy tâm quý vị. Rồi sau đó quý vị sau khi cúng dường chư tăng xong rồi, chúng ta lúc đó đảnh lễ chư tăng xong rồi, chúng ta lại vào trong phía sau ngồi thong thả, lấy cái chai nước, lấy cái khăn lạnh lau 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 cái mạc tí, rồi lau cái tay xong xuôi rồi nắm ai báo ăn chay là khổ, ăn chay vui lắm chứ. Ô trời, ngon không? Thì lúc đó thì chúng ta rồi từ từ thưởng thức miếng cơm chay. Cơm chay lòng thanh tịnh như vậy tuyệt vời vô cùng. Một ngày chúng ta về ông ạ, hạnh phúc quá ông ạ, bữa nay tu thực tập hạnh phúc quá ông ạ, không có gì, dù chặt lắm chùa nhỏ lắm, tôi mà tôi có tiền tôi cúng mua thêm mái xào đất nữa để mà làm rộng rộng ra, ngầu rộng rộng tí nữa. A Di Đà Phật, nào hết thời gian rồi.